Hôm nay thì em Lê Hương thật sự đã về được một mẫu xe mà được rất là nhiều khách hàng quan tâm trong suốt thời gian qua, mà em luôn là xin lỗi là vì em cháy hàng. Thì đây, hôm nay em cũng đã về thêm được một mẫu xe Honda City Top các bác nhé. Với nước sơn màu trắng đẹp, nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi. Dù Hải Dương đang đổ những hạt mưa xuống rồi nhưng em vẫn phải cố để đánh ra để quay video cho khách hàng nhà mình có thể xem được chiếc xe siêu phẩm Honda City Top đời 2017, số tự động đẹp, máy eco mà em Hương mới về đây. Xe trang bị quá là nhiều đồ chơi các bác này. Cảm biến va chạm phía sau, la răng thể thao, phanh ABS, phím mở một trạm thông minh hai cánh trước này. Lipo thể thao cam lùi, cảm biến va chạm phía sau. Honda City Top 2017, số tự động đẹp mà giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? Hơn 400 triệu thôi. Mưa quá rồi các bác ơi, xin phép cả nhà em đi vào xe nhé. Mưa quá rồi. Đây, Honda City Top của em Hương đây ạ. 455 triệu cho những bác nào đang quan tâm. Thật sự là em đang định quay một video rất là chi tiết về tất cả công nghệ, đồ chơi, option của xe. Nhưng các bác nhìn này, tự dưng Hải Dương lại mưa rồi. Nhưng mà không sao, em sẽ vào quay trong nội thất nhé. Để em có thể cam kết một điều như thế này, cam kết zin đẹp toàn xe cho chiếc xe Honda City Top. Động cơ trang bị 1.6, số tự động đẹp, bản lắp ráp trong nước đời 2017. Thì các bác ơi, em sẽ quay chi tiết bên trong nội thất của xe này. Một chiếc xe Honda City Top lên trước cho em một chiếc màn hình các bác nhìn này. Màn hình cực lớn luôn. Chỉ những dòng xe hạng sang thì các bác chủ mới đầu tư, mới lắp một cái chiếc màn hình như này. Ở đây thì có điều hòa tự động, nó sẽ hiển thị ở đây nhé. Có đề lồ thông minh khởi hành start top này. Chân vô lăng có ga tay tự động cruise control. Khi các bác đi vào trong khu vực như là đô thị, như khu vực đường cao tốc thì rất là nhàn chân ga cho mình. Có khẩu lệnh nghe gọi chân vô lăng này, ga tay tự động cruise control. Đây các bác nhìn này, tăng giảm âm lượng chân vô lăng của Honda City Top này, túi khí an toàn này, thì vô lăng thiết kế 3 chấu. Điều đặc biệt là em Honda City Top này nó có quá nhiều túi khí an toàn các bác ạ. 1 này, 2 này, đằng sau kia là 3 này, và tương đồng hai bên cân xứng với nhau nữa này. 4 này, 5 này, 6 này, và trên ghế da cũng có túi khí an toàn. Một chiếc xe mà trang bị nhiều đồ chơi, nhiều công nghệ như thế này thì các bác với cái điều kiện kinh tế mà chỉ có hơn 455 triệu, thì các bác có muốn sở hữu một chiếc xe như vậy không ạ? Số tự động đẹp đây các bác nhé. Dùng cho em là điều khiển mà khóa khiển này. Rồi có đề lồ thông minh này. Thảm bệ thì cực kỳ sạch sẽ luôn. Rất là tiếc khi mà em Hương đang chuẩn bị quay chi tiết về chiếc xe Honda City Top này thì nó lại có một chút về rắc rối về mưa, nhưng không sao cả. Em sẽ ngồi trực tiếp trong khoang động cơ máy móc, khoang hành lý này. Em sẽ ngồi trực tiếp trong khoang điều khiển xe, em sẽ bật điều khiển xe nhé. Hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng này. Đấy, âm dương này là hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng này. Nghe gọi rảnh tay, đàm thoại rảnh tay này. Cái ký hiệu màu xanh này chính là hệ tiết kiệm nhiên liệu eco nhé. Những dòng xe có eco như này là rất là tiết kiệm nhiên liệu cho em này. Có tắt bật cảm biến này. Đề lổ, có hỗ trợ trơn trượt này. Đề lổ thông minh start top. Bây giờ em sẽ mở lên. Điều hòa em này sẽ là auto tự động cho em các bác ạ. Chỉ cần, đấy các bác này, nhìn này, hệ thống phanh ABS chống bó cứng cho em, điều hòa trời ơi mát lạnh luôn. Chỉ cần đề lên phát điều hòa nó đã làm cho em Hương có cảm giác thoải mái hơn rất là nhiều, vì Hải Dương đang ganh mưa các bác này. Bên ngoài thì nóng mưa, nó hấp lên cái nước bê tông, mà bên trong thì nóng mà em bật lên phát mát luôn. Đề lộ thông minh start top này, ký hiệu của máy eco các bác có thể nhìn ở đây này, ở đầu cụm đồng hồ này, cũng có thể nhìn ở đây này các bác nhìn nhá. Bây giờ đang là 10:30, gần 10 rưỡi rồi. Mà em Hương nhá, rất là nóng ruột thật sự, chiếc xe đẹp như thế này về là em muốn quay cho khách hàng xem luôn. Mà đây, Honda City Top nhá. Các bác nhìn này, điều hòa sẽ là auto tự động này. Lấy gió trong ngoài, sấy sưởi kính này. Đấy, điều hòa đây, tắt bật này, lấy gió này, tăng giảm cho em này. Màn hình giải trí gọi là siêu to khổng lồ luôn, chỉ những dòng xe sang thì mới có này, có nghe gọi luôn trên vô lăng này, trên màn hình rồi. Cảm biến, cái này phần này là phần cảnh báo khi mà mình dừng đỗ này. Đề lổ start top này. Đó, thật sự là quá là nhiều công nghệ đồ chơi. Hàng ghế phía sau thì cũng cực kỳ rộng rãi. Và em này cũng là ghế da zin luôn, ghế da cao cấp các bác nhé. Thảm bệ sạch đẹp này. Ở đây cũng có điều hòa mát lạnh cho em khi các bác ngồi hàng ghế thứ hai. Hôm nay thì em sẽ quay video khác mọi hôm một chút, vì sự cố về mưa nên em sẽ quay khác một chút nhé. Đó, các bác thấy không ạ? Em Hương là nữ, với cái màu trắng đẹp như thế này mà lại còn là Honda City Top nữa thì nó là thật sự là nó là một cái đẳng cấp khác các bác ạ. Nên là những bác nào ơi, các bác khách hàng thân yêu của em Hương ơi, quan tâm về mẫu Honda City Top này,
đời 2017, số tự động đẹp mà giá chỉ có 455 triệu thôi. Nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Honda City Top 2017 1.6 số tự động đẹp, xe 5 chỗ với lốp sơn màu trắng đẹp. Quá là nhiều đồ chơi công nghệ các bạn ạ.